giả đang theo dõi bản tin Vì Người Tiêu Dùng ngày 8 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Cảnh báo nhiều hoa quả Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt Nam tràn lan chợ mạng. Phát hiện cơ sở cất giữ kinh doanh hàng ngàn máy hút thuốc lá điện tử tại Hà Nội. Người tiêu dùng cảnh giác với đối tượng giàu tận nhà chào mời bán ga trôi nổi kém chất lượng. Thưa quý khán giả, Trung tâm Y tế huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp nhận điều trị 29 học sinh trường tiểu học Minh Thắng nghi là ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa. Dù chưa có kết quả giám định mẫu thức ăn, nhưng có thể thấy tình trạng ngộ độc thực phẩm từ đầu năm học mới đến giờ ở các trường học trên cả nước thật sự là khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Theo trình bày của học sinh, sau khi ăn trưa với các món cơm, trứng, chả và rau ngót, thì vài giờ các em được cho ăn thêm món bánh flan. Cũng theo một số phụ huynh và học sinh, món bánh flan nghi đã hết hạn sử dụng. Một số em học sinh trước khi ăn có để ý đến hạn sử dụng nên đã không dùng và không bị ngộ độc. Trong khi đó, nhiều em sau khi ăn xong mới để ý đến hạn sử dụng thì bắt đầu có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Được biết, các bữa ăn phục vụ cho các em học sinh của trường tiểu học Minh Thắng do nhà trường tự tổ chức nấu tại bếp ăn của trường. Hiện Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh đang lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn, thông tin từ các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thời tiết trở lạnh là lúc hạt dẻ được các tiểu thương bày bán rầm rộ trên chợ mạng. Để bán được giá cao, nhiều dân buôn đã tự gắn mác thổi phồng hạt dẻ Trung Quốc thành hàng Sapa. Theo lời quảng cáo của tiểu thương, hạt dẻ được nhập từ Sapa, Lào Cai. Hạt có kích thước to, thịt dày, thơm, màu vàng, trông rất bắt mắt. Nếu khách mua với số lượng lớn từ 30kg trở lên sẽ được chiết khấu với giá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi khách hỏi kỹ về nguồn gốc thì nhiều tiểu thương chỉ trả lời qua loa, lấy lệ. Tiết lộ từ một chủ cửa hàng chuyên nông sản Lào Cai, ngay ở Sapa, người dân còn khó mua hạt dẻ vì độ hiếm. Lý do là bởi người dân ở đây trồng hạt dẻ theo lối quảng canh, không chăm sóc nhiều nên sản lượng thấp. Riêng hạt dẻ Trung Quốc được đổ buôn và bày bán quanh năm. Do đó, một số tiểu thương còn dùng mánh khóe là ngâm, tẩm quả với quá chất để không bị mốc, hỏng. Hầu hết hạt dẻ có giá từ 50.000 đồng một ký đều là hàng Trung Quốc, không có chuyện là hàng Trùng Khánh hay Sapa. Hay bản thân khách hàng cũng thừa biết nó chỉ đến người bán. Nhưng vì giá rẻ, mẫu mã lại đẹp, nên dù có nghi ngờ là hàng nhái thì nhiều người cũng tặc lưỡi cho qua. Không chỉ hạt dẻ, hoa quả Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt không phải hiếm. Như dới táo đá Hà Giang được bán rầm rộ chợ mạng mấy ngày qua, nhưng người tiêu dùng cũng chẳng quan tâm nhiều đến nguồn gốc, xuất xứ thật sự của loại trái này. Chỉ từ 70.000 đồng là có thể mua được một thùng táo đá 7kg gắn mác Hà Giang. Tính ra mỗi ký chỉ có giá từ 10.000 đồng. Nếu để ngoài nhiệt độ thường, môi trường lý tưởng thì cả tháng cũng không hỏng. Mặc dù người bán trao là táo Hà Giang, chùi Lào Cai, nhưng thực chất đều là hàng Trung Quốc. Đây là câu trả lời của nhiều người tiêu dùng khi được hỏi, biết là giả nhưng vẫn mua. Nguyên nhân được đưa ra là ăn mấy năm nay nhưng cũng chưa thấy bị làm sao. Những loại trái cây này ở Trung Quốc có thể rất ngon và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, để vận chuyển qua Việt Nam và bảo quản được lâu, khó tránh chúng sẽ đã được tiêm nhiễm thêm nhiều chất bảo quản có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Hơn nữa, việc trái cây Trung Quốc mạo danh thành trái cây Việt cũng ảnh hưởng đến thương hiệu vốn có của đặc sản nước ta, nhất là một bộ phận người bán và cả người mua dù hiểu rõ về nguồn gốc, nhưng vẫn tự lừa nhau để bán được hàng và sự an tâm. Thưa quý khán giả, bất chấp các quy định về xử lý hình sự, hoạt động mua bán thuốc lá lậu ngày càng trở nên phức tạp với chiêu trò vận chuyển tinh vi. Không chỉ thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử lậu, dù đã bị nghiêm cấm và có chế tài xử phạt chặt chẽ, song thì mặt hàng này vẫn được bày bán trên mạng. Mới đây, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện gần 1.600 máy thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc tại quận Đống Đa. Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phụ kiện thuốc lá điện tử tại số 120 ngõ 97 Thái Thịnh, Đống Đa, do ông Nguyễn Văn Trường là chủ hộ kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ gần 1.600 sản phẩm là máy hút thuốc lá, phụ kiện, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Đây là những mặt hàng không được phép kinh doanh tại Việt Nam bởi tác hại về sức khỏe con người khi sử dụng. Khi hút thuốc lá điện tử có chứa nicotine thay thế, nó vẫn gây nghiện và nhất là chất lượng tinh dầu tạo mùi không được kiểm soát. Có thể đó là các hóa chất gây độc hại, ảnh hưởng hệ hô hấp của người sử dụng.
nay, thương mại điện tử, mạng xã hội đang tạo ra sức hút, cơ hội kinh doanh rất lớn cho doanh nghiệp, người buôn bán nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, thương mại điện tử cũng tồn tại một số yếu tố tiêu cực như là chào bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu. Điển hình như giới thời trang, không chỉ các kho hàng lớn bị phanh phui thời gian qua, mà ngay cả các cửa hàng nhỏ lẻ cũng bán hàng không nguồn gốc. Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh quần áo may sẵn của ông Nguyễn Văn Tuỳnh ở thị trấn Đồng Đăng, đã phát hiện cửa hàng này đang bày bán 70 cái áo thô dài tay nam người lớn và quần đùi nam người lớn đều có nhãn hiệu nước ngoài. Toàn bộ số hàng hóa cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đối tượng cũng thừa nhận việc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng bán hàng. Công an tỉnh Hòa Bình vừa phát hiện bắt quả tang Bùi Văn Điệp đang có hành vi vận chuyển trái phép 6 cá thể động vật hoang dã, đông lạnh thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua số hàng này để đi bán cho một khách hàng đặt hàng trước đó. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo tới người tiêu dùng cần cẩn trọng đối với sản phẩm Ketoxim do Công ty Cổ phần Y Dược Minh Hà công bố và chịu trách nhiệm. Theo Cục An toàn Thực phẩm, công ty có hành vi vi phạm do đưa ra nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ketoxim không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng. Các sản phẩm này được bày bán trên các website ketoxim.com.vn, ketoxim.vn, ketoxim9hãng.com. Qua rà soát, các website này chưa thông báo với Bộ Công Thương theo quy định. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên những website này để mua và sử dụng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Những hình ảnh ghi được từ camera an ninh đôi khi chỉ tính bằng giây, nhưng vẫn đủ để điểm mặt, chỉ tên kẻ gian, phơi bày hành vi phạm tội ra ánh sáng, giúp người dân đề cao cảnh giác. Giải mã mắt thần ra mắt trong tin tức Mekong. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, với ưu điểm là phù hợp với kinh tế, tiện lợi khi sử dụng, ga là một nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong đun nấu tại các hộ gia đình, các nhà hàng. Tuy nhiên thì không ít lần người ta vẫn nghe các phương tiện truyền thông thông tin về những vụ nổ khí ga mà hậu quả của nó là dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản. Một trong những nguyên nhân chính gây ra nổ bình ga chính là sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Nguy hại đủ đường, thế nhưng gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một nhóm đối tượng còn vào tận nhà dân chào mời bán ga trôi nổi và kém chất lượng. Ghi nhận từ báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, gần đây có nhiều đối tượng tự ý xông vào nhà người dân dùng tem nhái có logo thương hiệu ga nhưng in ấn sơ sài, không có địa chỉ cửa hàng, dán chồng lên tem của các đại lý ga khác để bán phụ kiện, bếp, bình ga giẫm với giá cắt cổ. Chị Nguyễn Thiên Đê, quận Thủ Đức cho biết, trong lúc chị đang dọn dẹp nhà, có một thanh niên đi vào, nhanh chóng dán tem giống hệt tem ga BM. Tưởng cùng nhãn nên chị Đê cũng không để ý. Tuy nhiên khi hết ga, chị gọi ga theo số điện thoại in trên bình thì được một thanh niên tới giao ga. Người này cho biết van ga nhà chị đã bị hở, dễ cháy nổ nên đề nghị thay với giá 450.000 đồng một sản phẩm. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì phát hiện giá thật chỉ 200.000 đồng. Tìm thông tin số tổng đài ga BM mới biết mình đã bị lừa. Cảnh giác không chỉ để tránh bị lừa mua hàng với giá cao gấp đôi, thực hư nguồn gốc của bình ga này mới chính là điều đáng bàn. Bởi thực tế hiện nay thì có không ít những lò sản xuất bình ga chui kém chất lượng, không chỉ từ vỏ bình mà cả khí ga. Theo các chuyên gia, ga giả tiềm ẩn nhiều tạp chất, dẫn tới chất lượng ga kém chất lượng. Nếu chất lượng ga không tốt, do không được lọc hết các tạp chất hoặc bổ sung những tạp chất khác, thì khi cháy, nó có thể giải phóng và tạo ra khí độc cho người đun nấu. Bình thường khi ga cháy, nó sẽ giải phóng thành CO2 và nước. Tuy nhiên, nếu ga chất lượng kém, một số chất sẽ không cháy hết hoặc khi cháy và giải phóng thành khí độc. Cụ thể, nếu trong ga có nhiều khí H2S, thì khi cháy sẽ tạo thành khí sunfat là một loại axit độc. Những khí này thường không có mùi hoặc chỉ có mùi ngai ngái nhẹ nên rất khó phát hiện bằng cảm giác.
Tuy nhiên, khí độc này có khả năng ăn mòn, phá hủy kim loại, tác động xấu đến sức khỏe con người. Cũng theo các chuyên gia, nhận biết ga nhiễm tạp chất không khó. Ga chất lượng tốt là có lửa màu xanh và cháy đều. Ngược lại, ga lẫn nhiều tạp chất thì sẽ có lửa màu vàng và có muội bám trên đồ nấu ăn. Khi bình ga bị gian lận bơm nước với số lượng nhiều, nó sẽ không cháy được hoặc là khó cháy, cháy không đều. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Tuyết Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.